Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng với Đình Duy khám phá Hâm mộ với phần 4 của tác phẩm truyện rất hay tác giả Trường Lê Lý vài lách qua đám đông đang tụ họp trước cổng nhà bác công Để đi vào bên trong nhà mình Đúng lúc đó thì mẹ Lý, bà Nhung cũng đang định đi ra ngoài Thấy con về, bà nhung nói về rồi hả con đi vào trong nhà nhanh đi xong xuôi bà nhung cũng vội đóng cổng lại ông điền đi làm vẫn chưa về nhà chỉ có hai mẹ con lý thì cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra bên phía nhà bác công nhưng có vẻ như bà nhung không muốn nói cho con gái hoặc cũng có thể là bà nhung không biết gì nghĩ vậy nên lý cũng không hỏi tuy nhiên trong bữa cơm câu chuyện về gia đình bác công tiếp tục được bàn tán và lần này là ông điền hỏi bà này chuyện đó có thật không bà Nhung thở dài khẽ đáp "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng công an đến tận nhà bắt đi như thế thì chắc không phải bình thường rồi. Nhà bên đó đóng kín cửa từ chiều tới giờ, không thấy ai ra ngoài luôn." Ông điền đáp, "Tôi có người bạn làm trong ngành, phụ trách quận này luôn." lúc mới nghe tin tôi cũng có gọi điện hỏi han thì được biết cái chết của bác công không chỉ đơn giản là bị tai nạn đâu đến bây giờ người ta vẫn chưa bắt được kẻ lái xe đâm bác ấy ngày hôm đó nhưng mà bà nhung gặng hỏi chồng nhưng sao ông điền khẽ nói tiếp nhưng ông bạn tôi nói người đưa chứng cứ cho công an để điều tra lại là người nhà của bác công là ai thì ông không nói cạch đang ngồi ăn thì lý bất chợt làm rơi một chiếc đũa xuống bàn vội vàng nhặt lên lý vẫn chăm chú nghe ngóng câu chuyện mà bố đang kể thấy còn có vẻ lạ ông điền không nói gì thêm dẫu sao chuyện này cũng chẳng hay ho gì nhất là lại xảy ra ở ngay bên nhà hàng xóm cả nhà biết ý nên chỉ tập trung vào ăn cho xong bữa ăn tối xong như thường lệ Lý đi lên trên tầng học bài, bà Nhung dọn dẹp, ông Điền ngồi uống nước xem tin tức trên TV. Khoảng 8 giờ tối, khát nước, Lý đi xuống tầng 1 để lấy ly nước đá. Thấy bố mẹ không còn ở phòng khách nữa, tiến về phía tủ lạnh, thì Lý nghe thấy giọng bố mẹ đang nói chuyện bên trong phòng ngủ. Cửa phòng ngủ vẫn mở hé hé. Lý nghe thấy tiếng của mẹ mình. Thật đúng là không thể tin nổi sao chế lại dám làm như thế cơ chứ biết bố mẹ đang bàn tán về chuyện nhà bắc công lý cũng tò mò muốn nghe xem rốt cuộc bác ngà tại sao lại bị công an đưa đi lý tiến lại gần cánh cửa rồi đứng nép bên ngoài nghe ngóng bên trong ông điền chép miệng tôi nghe mà cũng sốc luôn đấy tuy mới chỉ là điều tra ban đầu nhưng công an họ đã đặt ra nghi vấn bà ngà này có dính líu đến việc thuê người giết chồng mình mà đã nghi ở chỗ tay bồ trẻ kê hiện nay cũng đã trốn mất mà phải nói dân tỉnh không biết nghe hơi nổi chỗ ở đâu mà họ phán cũng chuẩn lắm nhá bà nhung gật đầu thì đấy lúc công an đến đưa chị Nga đi là bên ngoài người ta đã bàn tán rồi có người còn bảo lúc bác công chết người ta đã nghi ngờ là bị giết chứ không phải là tai nạn rồi con bảo nhìn chị Nga có tướng sát phu. Ông Điền gạt đi. Ôi dạo, miệng thiên hạ nói thì biết thế nào mà lần. Có nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện bác công chết là do bị vợ hãm hại. Khi ông bạn tôi nói, bà gà này có quan hệ tình cảm ngoài luồng tôi còn không dám tin. Nhưng vợ đã ngoại tình mà còn tìm cách giết chồng thì ác nhân thật đức quá. <laughs> mà mấy cái thông tin này bà đừng có đi ra ngoài kể với ai đấy nha. Rách việc đấy, biết thì biết vậy thôi. Bà Nhung đáp, ông nghĩ tôi bị điên hay sao mà đi buôn chuyện này. Ông thấy lạ chứ tôi thì thấy bình thường, đàn bà mà, khi đã hết tình nghĩa thì cạn tàu giáo máng lắm thế nên các cụ mới bảo giàu tình cảm nhất cũng là đàn bà mà độc địa thâm hiểm nhất cũng là đàn bà ông điền cười cười, <cười> bà cũng là đàn bà đấy nha tự nói mình à bà nhung quát đây là đang nói đến những loại đàn bà lăng loàn bồ bịch chứ tôi khác sống với nhau mấy chục năm ông còn không hiểu à ông điền vội xin lỗi <laughs> tôi đùa thôi chứ vợ chồng mình cũng trải qua biết bao nhiêu cực khổ vất vả lắm mới có được một con gái cuộc sống hiện tại cũng ổn định chứ tính ra giàu có quá cũng chưa chắc đã là hay tôi chỉ mong tôi với bà có sức khỏe để chăm lo cho cái lý mình cũng không còn trẻ nữa mà con nói hay còn bé quá lý lặng lẽ bước lên tầng trên vậy là đúng như những gì lý suy nghĩ quả thực cái chết của bác công còn nhiều uẩn khúc chính vì vậy mà linh hồn của bác luôn vất vưởng bên ngoài cổng nhà mình Tuy thực hư ra làm sao, vẫn cần bên công an họ điều tra. Nhưng việc bác ngà ngoại tình với bộ trẻ mà khi chồng chết, bác vẫn khóc như chết đi sống lại, khiến cho Lý cảm thấy dùng mình. Vì sự giả tạo của một con người, nếu bác ngà thực sự là người chủ mưu trong kết chết của bác công, thì thật đáng kinh sợ. Tại Hòa Bình, Hai ngày hôm sau trời mưa rất lớn. Mọi công việc bị hoãn lại do mưa nặng hạt. Mấy ngày qua cũng đã làm việc vất vả. Nên cả đội của chính cũng coi như đây là một dịp để nghỉ xả hơi. Trời mưa tầm tã khiến cho ông Vương cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không phải ông ta lo vì không nhanh chóng tìm được hầm mộ. Điều khiến ông ta mất ăn mất ngủ chính là dù suy nghĩ đến mọi khả năng thì ông vương vẫn chưa tìm được nguyên nhân trang sách kia bị xé. trong khi đó đám thợ xây dường như vẫn yên ổn, chưa có ai gặp phải bất chắc hay bị làm sao. lớp đất rừng khá cứng cộng thêm việc phải làm việc nhẹ nhàng cẩn thận nên sau cái hôm phát hiện ra những gờ đá được liên kết, thì đội của chính tiếp tục theo dấu vết đó đào bới. quả thực khu vực kết tròi ấy có kết cấu của việc xây dựng có nền móng. Công việc đang vào quần Thì trời bắt đầu đổ mưa thông hai ngày Cả đội đang ngồi trong phòng đánh bài Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Một người nói với Tân Ê Tân Không cho đứng dậy mở cửa xem ai Có khi ông chính ông về đấy Tân lào bầu Cửa có khóa đâu Anh chính mở về thế nghe tự mở chứ gõ làm gì Tân mở cửa ra thì đó là tay quản lý resort anh ta đi cùng một người nữa mặc đồ của nhà bếp. Tay quản lý cười rồi nói. <laughs> Mỹ Vương muốn chiêu đãi mọi người một số món ăn Trung Hoa có trong thực đơn của nhà hàng sau khi hoạt động. Xem nói mọi người cần ăn uống bồi dưỡng để có sức còn làm việc. Nào, nào, đồ ăn còn nóng hổi. Mọi người dùng đi nhé. Nói rồi tay quản lý ra hiệu cho đầu bếp đưa thức ăn vào bên trong. Đội thợ vô cùng cảm kích trước thịnh tình của ông Vương. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời thợ xây nay đây mai đó của họ được chủ đối xử tốt đến như vậy. Được ở trong homestay tiện nghi, đẹp đẽ, được thường hậu hĩnh, giờ lại còn được phục vụ những món ăn thượng hạng. Cả đội dừng chơi rồi không ngần ngại mà ăn ngấu nghiến. Thấy Tân ngồi đó nhìn mà không ăn, một người hỏi. Sao thế? Không ăn à? Ngon lắm đấy. Mấy món này không phải lúc nào cũng có mà ăn đâu. Tân cũng phải công nhận một điều, mùi thơm bốc ra từ những đĩa thức ăn bằng bạc sang trọng vô cùng hấp dẫn. Nhưng chẳng hiểu sao, Tân luôn có suy nghĩ bất an về những thứ quá mức hậu hĩnh mà ông Vương cho đội thợ. Nghĩ là một chuyện, tuy nhiên cái bụng đói đang sôi ủng ục lại là chuyện khác. Một người khác trong đội thợ nói tiếp, Ê, lại mà ăn đi này, còn nhiều lắm. Ăn này rồi, trưa nay không ai nấu cơm nữa đâu, nhanh lên trước sự mời gọi của mọi người lại thêm phần đói đồ ăn lại quá hấp dẫn tân tém nước bọt rồi cũng tiến lại chỗ mọi người đang ăn đừng ăn tân hơi khựng lại nhưng sau đó không nghe thấy gì nữa mọi người dục ăn để chơi cái thằng này mày làm sao đấy và rồi tân cũng gắp những món ăn trung quốc đó vào bát rồi thưởng thức quả thực đây là lần đầu tiên trong đời tân được ăn món ngon đến như vậy đồ ăn thực sự rất ngon cả đội thợ vừa ăn uống vừa cười nói vui vẻ lúc đó tân chợt nghĩ có lẽ mình đã quá đa nghi rồi người ta đối xử tốt với mọi người như thế mình cứ suy nghĩ nhỏ nhen chẳng phải đa quá tiểu nhân hay sao buổi tối hôm đó. Bên ngoài, tuy mưa đã ngớt, tuy vậy trời vẫn chưa tạnh hẳn. Nằm bên trong phòng, một vài người đã ngủ, còn Tân vẫn thao thức. Mặc dù lúc này cũng đã gần 10 giờ tối. Đội thợ của chính có tất cả 5 người. Căn phòng mà mọi người đang ở khá rộng rãi với hai giường đôi. Chính thì không ở cùng với mọi người. Có thể vì một lý do đặc biệt nào đó mà chính ở riêng. Khi được hỏi thì chính giải thích. Đó là do công việc của anh với ông Vương đôi lúc cần bàn bạc. Hơn nữa việc chỉ có hai giường ở thêm một người nữa thì có phần bất tiện. Và ông Vương có nói, hiện tại resort chưa đi vào hoạt động nên mọi người cứ thoải mái tự nhiên. Nằm chung giường với Tân là anh Hưng, một người đã theo đội của chính khá lâu. Anh Hưng cũng đã ngoài 30 tuổi. Trong đội thì Tân là người trẻ tuổi nhất. Tân cũng mới gia nhập vào đội của chính được 8 tháng nay. Đây cũng là công trình thứ hai mà Tân được đi theo. Thấy Tân chăn trở, giờ hết bên này sang bên nọ, anh Hưng hỏi. Làm sao đây? Khó ngủ à? Mấy hôm nay mày có chuyện gì phải không? Thấy cứ thui thổi một mình. Tiền lương tiền thưởng mới nhận. Sao mà buồn thế? Tân đáp. Em xin lỗi, em làm anh không ngủ được à? Anh Hưng cười. Hơ, hơ, anh cũng đang ngủ đâu. Buổi tối ăn nhiều quá nên giờ hơi tức bụng thế mày làm sao công việc vất vả quá à? hay là đi xa lâu quá nên nhớ nhà nhớ người yêu tân im lặng mấy giây rồi khẽ nói anh cứ trêu em mọi người còn có nhà còn có người thân để nhớ chứ em thì làm gì có hay hưng thở dài câu hỏi của anh hưng chỉ là đùa vui nhưng anh chợt quên mất hoàn cảnh của tân rất đáng thương anh nói con trai mà cứ ủ rũ thế sao được Chẳng phải bây giờ đã khá hơn cái hồi đầu chú mày đến xin việc còn gì. Phải có trí tiến thủ chứ. Nhạc mới nhớ. Cái hôm đầu mày đến hỏi xin làm. Nhìn nhếch nhác Đôi dép tổ ong thì đứt cả quai. Áo thì rách. Tóc thì dài. Nhìn như thằng mới móc từ cống lên. Chẳng giấy tờ. Chẳng có ai quen thuộc. Thế mà lão chính cũng dám nhận mày vào. Nhưng lâu dần giờ khá hơn rồi. Công việc cũng đã quen. Nhìn mày cũng chăm chỉ. Nên tuy không nói. Nhưng trong đội ai cũng thương mày lắm đấy. Tân khẽ cười. Vâng, em biết đơn các anh nhiều lắm. Nhất là anh chính, bên ngoài bộ bã như vậy, chứ anh ấy rất tốt. Em là trẻ mồ côi, bố mẹ mất từ nhỏ, sống với bà nội. Bà em cũng muốn em ăn học như người ta, nhưng gia cảnh khó quá. Cô lắm em cũng chỉ học được đến lớp 9. Hồi mới nghỉ học, em đi xin việc không đâu người ta nhận vì nhỏ quá. Hai bà cháu nương tựa vào nhau. Ba năm sau thì bà em mất, cái lần đem đến chỗ các anh Là lúc đó bà em mất được mấy tháng rồi Ngày mai Ngày mai là dỗ đầu của bà em đấy Anh ạ à, Anh Hưng nói à, Ra vậy Chẳng trách mày cứ trần trọc không ngủ được Nhưng mình làm công trình nên phải theo Thôi đừng suy nghĩ nữa Hay để mai anh bảo mọi người làm mâm cơm Để mày cúng bà Có lòng là được Chắc các cụ cũng không trách cứ gì đâu Mày năm nay mới có 18-19 tuổi đầu Mà nghĩ được như thế là quý lắm đấy Đến như anh đây đi làm xa đến ngày cúng ngày bái của ông bà anh còn chẳng nhớ tân đáp thôi em không dám làm phiền mọi người đâu em chỉ tiếc không ra mộ thắp cho bà được nén nhang cỏ là chắc mọc cũng cao lắm rồi nửa năm nay chưa ít gì nhưng em cũng đang tính đợt này xong công trình em sẽ tích góp tiền lại để sau khi sang cát cho bà em sẽ xây cho bà một ngôi mộ bằng đá hoa xung quanh chắc xi măng cỏ sẽ không mọc được còn như thế em mới yên tâm đi làm gì chứ mồ mả là phải cẩn thận anh Hưng phì cười. cười. Bố mày, thanh niên mà nói chuyện cũng mê tín phết nhỉ. Thường thường anh thấy bọn trẻ như mày mấy cái chuyện mồ mả này, chẳng đứa nào nó quan tâm đâu. Thằng này đúng là có hiếu. Tân tiếp. Không giấu gì anh, em là em cũng tin vào tâm linh lắm. Tại ngày còn sống, bà em cũng kiểu như thầy bói mà. Mà nói thầy bói cũng không phải. Bà em xem cho người ta không lấy tiền, mà không phải người nào bà cũng xem. Ngày đó em thấy mọi người cũng hay đến nhờ bà em lắm. Họ bảo bà em xem đúng, lại còn cao tay. Anh Hương ngạc nhiên. Mày nói thế nào? Nếu mà như thế thì bà mày phải giàu lắm. Cho anh mấy tay thầy bói toàn đi xe ô tô, nhà hai tầng, lúc nào cũng có để cầm cháp theo sau. Tân lắc đầu. Không, bà em không lấy tiền của ai cả. Em có hỏi, thì bà em bảo là nghiệp bà em phải gánh. Phải làm phúc, trả nợ cho đời. Nếu nhận tiền của người ta, thì con cháu sau này phải chịu khổ sở, Thế nên bà chỉ nhận đồ lễ hoa quả, bánh trái mà người ta đem đến, mà cũng không nhận hết. Bà nhận một phần, còn lại trả cho họ, bảo đem đi tán. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, mà khi bà mất, người dân quanh đó mỗi người một chút lo đám ma, lo chôn cất cho bà. Anh Hưng như bị cuốn vào câu chuyện của Tân, anh gật gù. Ờ, à, cũng đúng. Mấy người xem bói có căn số nọ kia, tính khí bất thường lắm. Nhưng nghe mày nói, anh thấy bà quả thật là người tốt. Hôm nay mày kể anh mới biết. Bảo sao mày vừa nhát ma, lại hơi tí là tâm linh nọ kia. Tân nói thầm. Em không biết mọi người thế nào, chứ em thấy ma rồi đấy. Thế nên không tin không được anh ạ. Anh Hưng hơi lạnh người bởi câu nói của Tân. Anh đáp. Mày đừng có điêu. Ma quỷ gì ở đây? Tân nói. Em thề, em nói điều sẽ đánh em chết mà hồn ma em nhìn thấy chính là bà của em hôm chôn cất bà xong đêm đó chính mắt em nhìn thấy bà đứng ngay cạnh tủ bà còn chỉ tay vào trong tủ rồi bà ấy mở tủ lấy ra mà dùng tuy lúc tỉnh lại hơi mơ hồ nhưng em mở tủ ra thì thấy trong đó có cái túi nhung mà bà hay đựng tiền bà để trong cái hộp đựng kim chỉ trong túi có hai triệu của bà để dành đấy anh bảo nếu không phải hồn ma của bà em hiện về chỉ thì sao em biết được phải không Bà nhá, lúc nào em cũng có cảm giác như bà em đang ở cạnh em vậy. Có điều sau lần đó thì em không nhìn hay mơ thấy bà lần nào nữa. Nghe xong, anh Hưng chợt thấy nổi da gà. Lúc này cũng đã gần 11 giờ tối. Resort nằm giữa rừng núi, lại còn là đất hòa bình. Gần giữa đêm, bỗng nhiên thằng quỷ này lại kể chuyện ma. Anh Hưng hơi rén, dù cho có không tin đi chăng nữa, mà nghe nó thề độc thế kia, bố ai chẳng sợ. Anh Hưng đánh chống làng. Thôi thôi, đi ngủ, sắp nửa đêm rồi. Tự nhiên nói chuyện với mày, giờ thấy ghê quá, ngủ đi. Chắc mai tạnh mưa là lại làm tiếp đấy. Mẹ, không biết có ngủ được không đây. Mà dù nói như vậy, nhưng quay đi quay lại, chỉ 10 phút sau, Tân đã nghe thấy tiếng ngáy của anh Hưng. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Tân là người duy nhất còn thức tân nói lẩm bẩm bà cho cháu xin lỗi ngày dỗ của bà mà cháu không về được bà tha lỗi cho cháu bà nhé màn đêm buông xuống không gian càng lúc càng tĩnh lặng bất chợt tân nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng bước chân của ai đó cả tiếng mở cửa nữa phòng của đội thợ nằm sát bên phòng của chính tiếng mở cửa là của phòng bên cạnh nhưng chẳng lẽ giờ này chính còn đi đâu mặc dù rất sợ nhưng mấy ngày qua tân luôn tò mò về những sự việc diễn ra với anh chính đối với tân anh chính vừa là thầy vừa là chủ mà cũng là ân nhân nữa thời gian qua anh chính giúp đỡ cho tân rất nhiều biết hoàn cảnh của tân nên mặc dù không quen biết anh chính vẫn nhận tân vào đội cho tân làm việc mấy hôm nay tân nhận thấy thái độ của anh chính có phần khác lạ ít khi anh xuất hiện cùng mọi người trong bữa cơm mà hành động của anh chính cũng luôn thần thần bí bí mở hé cánh cửa sổ tân lên lén nhìn ra bên ngoài đúng là anh chính anh ta vừa mở cửa phòng rồi cầm đèn pin đi về hướng khu vực đào bới ban sáng đã gần nửa đêm anh chính còn định đến đó làm gì không được chắc chắn phải có điều gì đó khiến cho anh chính trở nên mờ ám như thế này không thấy không sao Giờ lỡ thấy rồi, mình phải đi theo anh ta mới được. Tiếng ngáy của những tay thở đang say giấc đang vang lên trong phòng, nhưng vẫn còn có một kẻ tò mò chưa ngủ. Cánh cửa phòng khẽ khép lại. Chính bản thân Tân cũng không hiểu tại sao. Lúc ấy, Tân lại dám bước ra khỏi phòng để một mình đi về hướng khu vực đào bới. Mà theo ông Vương, đó là nơi một đền thờ bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Nhưng dù có là lý do gì đi chăng nữa, thì sau đêm hôm ấy, Tân đã phải sống một cuộc sống luôn lơm nớp lo sợ, một cuộc sống đầy hoảng loạn, trốn tránh, và có thể Tân sẽ phải chết bất cứ lúc nào. Mà đêm phủ xuống nơi rừng núi hoang vu, bóng tối vô tận, như trực nuốt chừng lấy những kẻ tò mò, khốn khổ. Tám giờ sáng ngày hôm sau. Ông Điền đang ngồi uống cà phê tại phòng khách. Thì bà Nhung vừa đi trở về. Hớt hải chạy vào trong nhà. Trên tay bà Nhung cầm một tờ báo. Là báo mới của ngày hôm nay. Đặt cái giỏ sách xuống ghế. Bà Nhung nói bội vàng. Này ông ơi. Báo báo sáng nay này. Ông ông đọc đi. Ông Điền nhìn vợ rồi đáp. Làm cái gì mà thờ hồng học như ma đuổi thế. Được ngày nghỉ phép mà nhìn bà tôi cũng thấy mệt. Báo thì ngày nào họ chẳng đều hòm thư trước nhà. Có gì mà lạ. Bà Nhung vừa thở, vừa nói. ông mở đến phần an ninh thủ đô ấy. Người ta, người ta viết về cái chết của bác công kìa. Đọc, đọc đi, công an họ điều tra ra rồi. Ông Điền giật mình. Mới chỉ qua chưa được hai ngày. Không lẽ phía công an đại điều tra nhanh đến thế? Nhưng nghĩ kỹ lại, ông điền thấy chuyện này cũng không phải là lạ bởi khi công an đến tận nhà đưa vợ bác công là bà nga đi thì chắc chắn họ đã phải nắm trong tay chứng cứ gì đó rồi bên cạnh đó nghiệp vụ trong điều tra của công an việt nam trước những vụ trọng án có liên quan đến giết người rất giỏi với lấy tờ báo ông điền mở ngay đến mục an ninh thủ đô ngay đầu chuyên mục là dòng tít được in đậm ác phụ giết chồng khi phụ nữ ngoại tình. Ông Điền đeo vội vào cái kính rồi bắt đầu đọc. Ngày tháng năm Trên địa bàn thành phố, quận X đã xảy ra một vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Nạn nhân trong vụ tai nạn là giám đốc công ty Z đã tử vong ngay sau khi được đưa đến bệnh viện. Sau khi thu thập chứng cứ tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, phía công an kết hợp với cảnh sát giao thông, khu vực, phát hiện thấy nhiều dấu hiệu khả nghi biển số xe thu được qua camera gần hiện trường là biển số giả. Tuy nhiên tài xế gây ra tai nạn đã bỏ trốn ngay sau đó. Cùng với thông tin cung cấp của người dân, cũng như qua xác minh những điểm nghi vấn, đội trưởng đội hình sự quận X đã phát hiện được nhiều bằng chứng có liên quan đến cái chết của giám đốc C. Nỗ lực hết mình để phá án vào ngày 16 giờ ngày tháng 5, công an điều tra đã đưa ra kết luận cái chết của ông C không phải là do tai nạn ông c đã bị sát hại bởi một kế hoạch tinh vi tỉ mỉ được lên từ trước với những bằng chứng trong tay và nghiệp vụ của mình phía cảnh sát đã bắt tạm giam bà ntn là vợ của ông c tại cơ quan công an bà n đã khai nhận tất cả bà n đã ngoại tình từ nhiều năm cho đến gần đây thì bị chồng phát hiện ông c và bà n đã nói chuyện với nhau để tìm cách hòa giải và ông C cũng yêu cầu bà N không được gặp lại người tình. Tuy nhiên, với tâm lý lo sợ chồng sẽ phát giác chuyện này cho gia đình và người thân, lại thêm việc quá nghe lời người tình trẻ. Ngày tháng 5, bà N đã cùng với người tình lên kế hoạch để giết chồng. Nhưng phải làm sao cho thật giống một vụ tai nạn, tránh sự nghi ngờ từ phía công an. Và nếu ông C chết như một vụ tai nạn, thì số tiền, bảo hiểm mà bà N nhận được sẽ là vô cùng lớn. Công an đang giáo giết truy lùng kẻ đã được bà nợ thuê để giết chồng mình. Ông Điền dừng lại. Ông khẽ gấp tờ báo rồi tháo kính ra. Ông lắc đầu. Ôi, thật đáng sợ. Sự thật không biết có đúng như những gì mà tờ báo viết hay không. Nhưng nghĩ đến việc bà ta lên kế hoạch giết chồng một cách tỉ mỉ tinh vi như vậy. Tôi thấy dùng mình. Bà Nhung ngồi xuống đáp. Ôi, tôi cũng thế đọc đến đoạn chị ấy khai rằng đã lên kế hoạch giết chồng từ hai tháng trước nhất là chi tiết chị ta cho người theo dõi chồng trong từng đường đi nước bước xác định thói quen hàng ngày của chồng thậm chí là giờ giấc mỗi ngày bác công đi đâu làm gì và rồi kẻ đã lái xe đâm chết bác ấy đã ra tay trên đoạn đường ngã tư oan nghiệt Ôi, cùng là phụ nữ nhưng sao mà chị ta lại có thể độc ác đến như vậy tiền bạc cũng đâu phải là thiếu thốn con cái cũng đã lớn và thành công. Chị ấy còn một cậu con trai nhỏ, lẽ ra chị phải làm gương cho các con mới đúng chứ. Đằng này, vì một gã đàn ông mà đang tâm đánh đổi tất cả, còn dám giết cả chồng. Ông Điền suy luận. Báo được tin thế này, có thể không đúng hẳn 100%. Nhưng tôi nghĩ, những thông tin trong nội bộ gia đình như vậy, chắc chắn là người trong gia đình đưa ra. Đã đến mức này thì mọi chuyện không phải đơn giản nữa. Không biết là ai đã làm ra chuyện này, nhưng thật khổ cho bác công. Chắc có lẽ ngay cả khi chết, bác ấy cũng không dám nghĩ mình lại bị giết bởi người vợ gắn bó mấy chục năm qua. Đột nhiên, bà nhung nổi cả da gà. Bà nhớ lại câu chuyện hôm bên đám ma mà người nhà bác công có kể. Trước lúc chết, bác công lên cơn co giật, chảy máu mồm. Chết rồi mà mắt không nhắm được. Bà nhung ấp úng. Đúng rồi, bị chết oan uổng như thế, bảo sao không nhắm mắt xuôi tay mà ra đi được. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả phòng khách. Ai cũng thấy thương tiếc cho người đàn ông bạc mệnh. Cái chết của bác công, nghĩ kỹ thì quá đau đớn, quá tàn nhẫn. Sau khi mất rồi, gia đình bác công bây giờ còn phải đối mặt với hiện thực kinh khủng hơn. Kẻ chủ mưu giết bác công lại chính là bà Ngà, người vợ của bác, và là người mẹ của ba người con. Đúng là bi kịch tăng thương của một gia đình. Vợ chồng ông Điền mài chăm chú vào tờ báo mà không nhận ra. Từ sớm đến giờ, Lý đã đứng ở chân cầu thang, nghe hết tất cả mọi chuyện. Tuy không quá bất ngờ bởi chính Lý cũng nghĩ ba công chết là do bác ngà, nhưng bỗng nhiên Lý chảy nước mắt. Lý đã hiểu tại sao linh hồn người đàn ông khốn khổ đó lại lang thang nơi con ngõ trước cổng nhà. Tại sao đôi mắt của bác công lại u uất và buồn bã đến như vậy? Thấy con đi xuống, bà Nhung nói. Con dậy rồi à? Hôm qua mẹ thấy con học muộn quá nên không đỡ gọi. Mẹ có mua đồ ăn sáng rồi đây, con ăn chút nhé. Lý khẽ đáp. Dạ thôi, con có hẹn ăn sáng với bạn. Tiền thể bọn con còn trao đổi đề cương nữa. Giờ con đi đây. Ông Điền không muốn con suy nghĩ những chuyện bên nhà hàng xóm. Ông khẽ cầm tờ báo rồi để xuống phía dưới học bàn Ông cười nói. Ờ đúng rồi, con cũng nên ra ngoài cho thoải mái. Đây, bố cho tiền đi ăn với bạn đây. Lý nói mình vẫn còn tiền tiêu vặt, nhưng ông Điền cứ rúi vào tay con. Chào bố mẹ, Lý cầm quyền tập rồi bước ra ngoài. Bà Nhung nói với chồng. Còn bé sắp thi, ông đừng nói gì về chuyện nhà bác công cho nó nhé. Ông Điền đáp. Tôi biết rồi, chỉ sợ sát nhà không giấu được. Mà mấy hôm nay, con bé có biểu hiện gì lạ không? Bà Nhung trả lời không tôi chỉ thấy nó học nhiều hơn bình thường từ hôm đeo trước vòng không thấy con bé nói thấy gì lạ nữa nói đến trước vòng ông điền mới hỏi này có thấy con bé nó đeo vòng không nhỉ bà nhung đáp chắc có chứ hôm nọ tôi có nói với nó mà mà ông ăn sáng đi này vừa bước ra khỏi cổng thì lý thấy đang đi về phía mình ai như anh thành quả đúng như vậy đó chính là anh thành con trai lớn của bác công anh thành đội cái mũ lưỡi chai che nửa khuôn mặt có lẽ anh không muốn ai nhòm ngó bàn tán về gia đình anh đi đến gần lý anh thành nhìn lý rồi mỉm cười chào cô bé lâu lắm rồi không gặp em là con của vợ chồng chú điền phải không lý ngượng ngùng đáp dạ dạ vâng em chào anh em rất lấy làm tiếc vì bác công mất thành nói cảm ơn em anh cũng mới ra mộ bố về thôi anh vào nhà đây Nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh Thành, Lý biết anh đang rất đau khổ. Nụ cười của anh không có chút gì là vui vẻ. Khi anh Thành đang loay hoay mở khóa cổng, thì Lý nhìn thấy ngay phía sau anh là hình bóng mờ mờ của bác công. Vẫn là chiếc áo màu cam, quần vải đen đó. Chỉ có điều hình ảnh bác công lúc này không còn được rõ ràng. Bác đang đứng ngoài cổng. Trong khoảnh khắc, Lý nghe được giọng bác công nói với mình ơn cháu Bất giác Lý có một cảm nhận rất lạ Lý suy nghĩ trong đầu Bác có muốn nói gì với anh ấy không? Tiếng khóa cửa vừa được mở ra Anh Thành lập tức quay lại đằng sau Bởi một giọng nói quen thuộc Thầy bố chăm sóc cho em còn nhé Nó còn nhỏ dại lắm Anh Thành như người mất hồn sau lưng anh là Lý. Nhưng rõ ràng anh vừa nghe thấy giọng nói của bố mình. Thành ú ớ. Bố? Là bố phải không? Lúc ấy, Lý cũng dùng mình. Toàn thân Lý như vừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Lý thấy choáng váng, suýt chút nữa của ngã xuống đất. May có anh Thành đỡ lại. Quyền tập Lý đang cầm rơi xuống đất, rồi mở bung ra. Cúi xuống nhặt quyền tập lên cho Lý, anh Thành hỏi Vừa rồi em có nghe thấy tiếng của bố anh không? Lý toát mồ hôi lạnh Về mặt hơi tái Nhưng cô vẫn cố gượng cười Rồi đáp Ơ, Em không Chỉ có anh với em ở đây thôi mà Xin lỗi anh Tự nhiên em thấy trắng mặt quá Thành thoáng buồn Có lẽ anh đã nghĩ nhiều quá Thành ra hoang tưởng Nhưng Lý hỏi lại Bố anh nói với anh điều gì à? Thành gật đầu Chẳng hiểu sao nhìn cô gái nhỏ nhắn này, Thành lại thấy ấm áp, quen thuộc đến lạ thường. Ở Lý có điều gì đó khiến cho Thành thấy nhẹ lòng hơn. Lý nở một nụ cười hiền dịu. Cô nói, Nếu vậy anh hãy cố gắng làm như lời bác ấy nói nhé. Em tin bác ấy luôn bên cạnh anh và mọi người. Nhìn thấy mọi người vui vẻ hạnh phúc, bác ấy cũng sẽ yên lòng hơn. Nghe xong mấy câu nói của Lý, Thành khẽ rơi nước mắt anh cũng không hiểu tại sao mình lại khóc một cách vô thức như vậy bác công gửi cho anh đột nhiên thành nhớ đến mảnh giấy viết kẹp phía ngoài trước cặp mấy ngày trước nét chữ đó sao mà giống với nét chữ mà vô tình thành nhìn thấy khi quyển tập của lý rơi xuống đất như vậy thành mấp máy môi định hỏi có phải em nhưng rồi anh dừng lại anh nhìn lý khẽ cúi đầu cảm ơn em anh biết ơn em về tất cả. Lý ngại đỏ mặt. Lần đầu tiên cô được một người hơn tuổi cúi đầu cảm ơn. Lý cười ngượng rồi vội vã lên xe. Đạp đi ra khỏi con ngõ. Đến lúc này, Lý cũng không nhớ là hôm nay mình quên không đeo chiếc vòng trầm. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy tinh thần vô cùng nhẹ nhõm. Có vẻ như Lý đã làm được một điều gì đó vô cùng tốt đẹp. Dù thế nào đi nữa, Lý năm nay cũng chỉ mới 16 tuổi, suy nghĩ có chín chắn. Nhưng cuối cùng, Lý vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ, trong sáng. Vô tình cô phát hiện ra được khả năng của bản thân, và nhờ có khả năng đó, cô đã giúp cho linh hồn bác công hàng xóm hóa giải được oan khuất. Cô gái nhân hậu vẫn đang vui vì việc tốt mình đã làm được. Tuy nhiên, cô không biết được rằng, khả năng của cô cũng chính là sự nguy hiểm đe dọa đến cuộc sống, thậm chí là tính mạng của cô sau này. Tại Mai Châu Hòa Bình, tài quản lý đang dọn dẹp lại bàn làm việc của ông Vương trong lúc ông Vương đang dùng bữa sáng. Bất chợt anh ta thấy một bức ảnh rất cũ, bức ảnh không có màu, chỉ có hai màu đen trắng để ngay ngắn trong một chiếc hộp nhỏ. Tuy nước ảnh đã phai, nhưng vẫn khá rõ. Trong ảnh là hình một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ mặc trang phục dân tộc. Người phụ nữ khá xinh đẹp. Còn người đàn ông mang những nét giống như người Trung Quốc. Tay quản lý giật mình bởi giọng nói của ông Vương. Đừng đồng vào bức ảnh đó. Nếu hư hại gì cậu có chết cũng không kiếm lại được đâu. Tay quản lý rụt tay lại ngay lập tức. Hắn ta run run nói. Bức, bức ảnh này quý đến vậy ạ à, thưa sếp. Ông Vương lừa mắt. Đó là bức hình duy nhất mà tôi có về bố mẹ mình. Này! Tân Tân ơi! Dậy đi làm thôi. Thời tiết hôm nay đẹp rồi. Bà này ông chính có bảo mấy hôm trước mưa nên đất mềm hơn. Tranh thủ mà làm cho xong rồi còn về nhà. Tân ơi! Anh Hưng gọi đến mấy lần, nhưng Tân vẫn nằm đắp chăn, trôm kín cả người. Tân không đáp lại. Thấy lạ, anh hưng mới khẽ chạm vào người tân thì thấy tân đang run lên bần bật lo lắng tân bị làm sao anh hưng quay lại nói với mấy người cùng phòng mọi người hình như thằng tân bị ốm rồi nó đang sốt rét hay sao ấy tất cả chạy vội lại xem khẽ lật tấm chăn ra họ thấy tân đang toát mồ hôi đầm đìa nhưng hai hàm răng cứ nghiến lại cơ thể tân co quắp như lạnh lắm anh hưng sờ tay vào trán thì tân giật mình thu người lại một người nói nó bị sốt rồi, khổ thân. Tôi có đem thuốc hạ sốt theo đây, nhưng mà phải cho nó ăn cái gì đã thì mới uống thuốc được. Loại này khá nặng, không ăn là không uống được đâu, uống xong ngủ một giấc sẽ đỡ hơn. Anh Hưng gật đầu, còn mấy gói cháo ăn liền, để tao đi pha cho nó. Mày lấy thuốc đi, hôm qua thấy nó chẩn chọc mãi không ngủ được, mà hôm nay còn là dỗ đầu của bà nội nó nữa. Ốm đau thế này thì còn đi làm sao được. Mọi người đang bàn tán thì cửa phòng mở, chính bước vào gắt. Sao giờ này còn ở đây, không nhanh chân chuẩn bị đi làm đi Trong ngày hôm nay là phải dọn dẹp chỗ đó cho xong đấy Chậm tiến độ quá rồi Bên ông Vương bảo đôi ba ngày nữa là thầy thợ bên Trung Người ta sang làm lễ rồi lập đền thờ đấy Anh Hưng khẽ nói Anh chính này Thằng Tân nó bị ốm Anh cho mọi người ra đó trước đi Tôi ở lại nấu cho nó bắt cháo rồi cho nó uống thuốc xong tôi ra ngay Chính đi lại nhìn Thấy Tân đang nằm co quắp Người đổ mồ hôi Chính cao mày <laughs> Đúng cái lúc người ta cần người thì lại đổ bệnh Thôi được rồi, mọi người đi làm đi Hưng ở lại rồi lát ra sau Tất cả vội vã làm theo lời chính Khi trong phòng chỉ còn có hai người Đột nhiên Hưng thấy Tân lại càng run sợ hơn Pha cho Tân gói cháo gà Hưng nói Này, dậy ăn một chút đi Rồi còn uống thuốc <laughs> Lạnh, lạnh lắm Đắp đắp cho em cái chăn Ông ta đi chưa Hưng kéo chăn đắp lên cho Tân rồi hỏi lại Ông nào, ý mày là ông chính hả Đi rồi, ông ấy cũng không nói gì đâu. Ốm tha già thải. Mày thế này cũng đâu có làm được gì. Mà dậy ăn đi, cháo anh để đây. Thuốc với nước cũng ngay bên cạnh. Ăn xong rồi uống vào. Giờ muộn rồi, anh phải ra đó ngay không hôm nay sợ không xong được. Cố mà khỏe, sắp được về rồi. Cố gắng nhé. Nhìn đồng hồ đã quá muộn. Hưng vội đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình Tân nằm trên giường. Mọi người ai cũng nghĩ Tân bị ốm, bị sốt. Nhưng thực ra không phải như vậy đúng là Tân đã bị sốt rét Nhưng bên cạnh đó Tân còn đang sợ hãi bởi những điều mà anh đã thấy đêm ngày hôm qua. Cơ thể vẫn không ngừng run lên vì sợ, nhất là lúc nãy, lúc mà chính bước vào trong phòng. Tân nhớ lại cảnh tượng đáng sợ lúc đó. 12 giờ đêm hôm qua, lên theo con đường mòn, Tân lần theo ánh sáng đèn pin phía trước, và đúng như Tân dự đoán giữa đêm, chính đã đi ra khu vực đào bới được cho là di tích của một ngôi đền thờ cổ đã sụp đổ xung quanh bốn bề tối đen như mực những tiếng động bắt đầu phát ra ở bên dưới hố chính đang ra sức đào tìm một thứ gì đó tân im lặng không dám thở mạnh nằm sát xuống một bụi cây cách đó một đoạn tân chăm chú hướng đôi mắt về phía chính rồi quan sát Tân không hiểu tại sao chính lại ra đây vào lúc nửa đêm để đào bới thế này. Ánh sáng đèn pin giúp cho Tân nhìn thấy gương mặt của chính khi đó vô cùng đáng sợ. Ánh mắt chính trắng dã, không có lấy một chút lòng đen. Khuôn miệng thì luôn ngoác ra cười nhe hai hàm răng trắng ẩn. Đó không phải là hình ảnh bình thường của chính mà Tân biết. Hay nói cách khác, nhìn chính lúc này không giống một con người hai cánh tay nổi gân xanh lét chính cứ thế đào bới và dường như chuyện này làm cho chính vui sướng tiếng cười của chính vang lên trong màn đêm <laughs> nhìn chính nghe điệu cười ấy tân bỗng chốc nổi ra gà lạnh toát toàn thân tân biết mình đang phạm phải sai lầm khi đã mò theo chính đến tận chỗ này quá sợ hãi tân bột miệng nói rất nhỏ anh ta anh ta làm sao vậy? Câu nói tưởng chừng chỉ như một lời nói thì thầm, nhưng ngay lập tức từ dưới hố. Chính dừng tay lại, không đào bối nữa. Chính hướng đôi mắt trắng ẩn đầy man dở về hướng bụi cây, nơi mà Tân đang nằm núp ở đó xem trộm. Đó cũng là lúc Tân giật mình nhận ra mình đang đối mặt với nguy hiểm. Bản Năng cùng với nỗi sợ hãi thúc đẩy Tân phải ngay lập tức bỏ chạy khi mà chính đã bắt đầu đi từ dưới hố lên. Trên tay chính là cái cuốc sắc lẹp ánh lên màu trắng bạc khi ánh đèn pin chiếu vào. Điều cười man dở của chính khiến tân sợ đến toát mồ hôi hột. Nhưng ngay lúc đó không hiểu sao. Cơ thể của tân như bị đông cứng, cổ họng bị bóp nghẹt, tứ chi không cử động được, miệng cũng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào chỉ có đôi mắt là tân vẫn đang nhìn thấy chính còn cách bụi cây tầm vài bước chân nữa càng nhìn gần khuôn mặt của chính lại càng kinh dị nước da trắng bệch cái miệng cười ngoác cùng với đôi mắt như của người chết tân nằm trong bụi chỉ cách chính độ một bước chân nữa nhưng lạ thay chính đứng ngay đó rõ ràng là hắn đang nhìn vào bụi cây nhưng rồi hắn láo liêng nhìn xung quanh một lượt tân nghe thấy hắn nói chuyện với ai đó mặc dù lúc này ngoài tân ra thì hắn chỉ có một mình ông chủ không thấy ai cả ngước mắt nhìn lên trên tân thấy gương mặt chính đã trở lại trạng thái bình thường nhưng khó hiểu ở chỗ tại sao tân nằm ngay bên dưới chân mà chính không nhìn thấy từ phía lùm cây bên cạnh có vẻ như vừa có một con lợn rừng nhỏ lao vụt ra Chính bước sang bên đó rồi tiếp tục nói một mình. Chỉ là một con lợn rừng thương chủ. Ngay sau đó, chính tu dọn đồ đạc rồi cầm đèn pin rời khỏi khu vực đào bới. Sau khi chính đi khỏi, thì Tân mới từ từ cảm nhận được cơ thể của mình. Tân đã có thể thở nhẹ, nhưng cảm giác ớn lạnh ban nãy vẫn khiến cho Tân thấy dùng mình buốt óc. Vừa khét cỡ mình định đứng dậy một lần nữa, cơ thể Tân cứ như đang bị ai đó ghìm lại. Và một giọng nói vang lên trong đầu tân đừng cử động cháu sẽ bị hắn ta phát hiện khổ thân cháu tôi tân bàng hoàng nhận ra đó chính là giọng nói của bà nội nhưng tại sao tân lại nghe thấy giọng nói của bà bà nội đã chết cách đây một năm rồi cơ mà tân nói như mếu <laughs> bà nội là bà nội phải không Giọng nói quen thuộc đó đáp lại Bà đây Tại sao cháu lại vướng vào chuyện này Hắn sẽ giết cháu mất Nằm yên ở đây Cho đến khi qua giờ dần Mới được trở về Khổ thân cháu tôi Tân nghe bà nói như vậy thì bật khóc Tân hỏi <laughs> Vậy vậy cháu phải làm làm sao bây giờ hả bà Bà mà hắn kẻ bà đang nói có phải là người vừa nãy không quá giờ dần, dần mới được quay về đó là những lời cuối cùng mà tân nghe được từ bà nội suốt một đêm nằm bên ngoài trời giữa rừng núi hoang vu đó cũng là lý do khiến cho tân bị sốt nóng sốt rét khi trở về nhưng điều đáng sợ hơn chính là tân đã nhìn thấy thứ mình không nên nhìn Khuôn mặt của chính đêm qua là khuôn mặt của ma quỷ. Anh chính mà Tân biết đã không còn nữa. Đêm qua, nhờ có hồn ma của bà nội che mắt, nên chính không nhìn thấy Tân lúc ấy. Nhưng bà nội có nói, Hắn sẽ giết cháu mất. Như vậy có nghĩa là nguy hiểm vẫn còn. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ trưa, gượng dậy, Tân bội vàng thu dọn đồ đạc với ý định rời khỏi chỗ này đã có quá nhiều điều bất bình thường đang xảy ra ở đây. Đầu tiên là hai tên gác khu vật liệu nhìn thấy ma không đầu cũng ở khu vực kết tròi. Sau ngày hôm ấy, ông Vương xuất hiện và rồi chính cũng trở nên khác lạ. Tiếp đó, đêm hôm qua, tận mắt nhìn thấy chính như con quỷ sống và còn đợi cảnh báo từ bà nội. Tân không thể ở lại đây được nữa. Vơ vội vài bộ quần áo vào trong cái túi du lịch đã cũ sờn. Tân vừa thở vừa run không được mình 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 phải đi gọi đây thôi nhưng khi tân đang dọn đồ thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra này tỉnh rồi đấy à mà mày đang làm gì đấy tân giật mình quay lại người vừa mở cửa phòng là anh hưng không chỉ có anh hưng mà cả đội cũng đều quay về hôm nay mọi người nghỉ trưa hơi sớm tân vội đáp ờ mọi người mọi người về rồi à em đang thu dọn lại đồ đạc một chút Bước vào phòng, ai nấy cũng đều hớn hở, mặt mũi lộ rõ vẻ vui mừng. Anh Hưng nói, thằng này tưởng ốm mà tỉnh thế nhở? Có phải chú mày biết cả đội đã xong việc và chuẩn bị rời khỏi đây rồi chứ gì? Thảo nào gấp quần áo nhanh thế? <laughs> Tần ngờ ngác vẫn chưa hiểu ý anh Hưng đang nói là gì. Một người khác ngồi phịch xuống sàn nhà rồi cười. <cười> xong xuôi hết rồi, tưởng mưa mấy hôm sẽ gây trở ngại. ấy thế mà thuận lợi, đất mềm dễ đào. Mà cũng lạ, sao chỗ đó lại có thứ đó được nhỉ tân vội hỏi thứ đó là thứ gì vậy anh người kia đáp à hôm nay mày không đi nên không thấy chúng ta đang đào thì chạm phải một vật cứng lắm tưởng đâu chỉ là hòn đá tảng bình thường nhưng sau khi bới rộng ra xung quanh thì thấy đúng là đá cơ mà hơi là lạ, lạ nó là đá xanh nhưng mà trông như là một cái nắp đậy cái miệng giếng mà các cụ ngày xưa hay đổ bê tông ấy đoán vậy chứ không biết có phải vậy không tuy nhiên không xê dịch nó được dùng đủ mọi cách nó cũng không nhúc nhích lúc sau ông vương đến ông ấy bảo mọi người dừng tay lại dùng nước rửa sạch bùn đất trên phiến đá xanh ấy thì có mấy dòng chữ bằng tiếng trung hay chữ nho gì đấy hỏi thì ông vương chỉ bảo đây đúng là dấu tích của đền thờ chữ trên phiến đá có ý nghĩa nói về thần linh mà thôi xong ông ấy nói mọi người xong việc rồi phần còn lại ông ấy sẽ tự lo anh hưng tiếp tục thế cho nên tối nay chúng ta sẽ được ông vương mở tiệc chiêu đãi sáng mai cả đội sẽ về sớm anh chính đang đi nhận tiền công với tiền thưởng rồi. Chú mày may nhá, lúc ốm thì cũng xong việc. Tân cũng đang có ý định bỏ đi. Thấy mọi người kể lại việc sáng nay, Tân hỏi. Các anh đào bới thấy thứ như vậy mà không sợ sao? Anh Hưng đáp. Ban đầu thì cũng sợ đấy, bởi phiến đá đó hơi lạ lạ. Nhưng nghĩ lại mình làm việc thì cũng là vì mục đích xây dựng lại đền thờ, dọn dẹp rác rưởi chứ có động chạm gì đâu. Với lại bọn anh đây cũng không tin vào mấy chuyện bùa yểm ma quỷ gì đó. À, quan trọng là bây giờ sắp có tiền rồi ở lại trước đây một tuần vừa được thoải mái lại vừa có một khoản khá nghe nói ông Vương sẽ thưởng còn nhiều hơn lần trước đó tối nay tiệc mừng công nữa nhá <laughs> nhìn vẻ mặt của mọi người ai ai đều phấn khởi cũng đúng thôi cuối cùng thì công việc ở nơi này cũng đã hoàn thành đây cũng là lần đầu đi nhận công trình mà mọi người được thưởng nhiều đến như vậy nhưng sao Tân lại bất an đến lạ lùng sau đêm hôm qua Tân rất lo lắng với những điều mà bà nội đã cảnh báo. Liệu có chắc rằng tất cả đều sẽ tốt, đẹp trôi qua hay không? Tân thấy đờ đẫn. Anh Hưng vỗ vai nói. Thế sức khỏe sao rồi? Tối nay cô uống rượu được không? Mà thanh niên gì yếu thế? Đêm qua lúc 2 giờ sáng anh tỉnh dậy đi vệ sinh thấy mày vẫn nằm ngủ ngon lành. Chẳng thấy rên la hay run rẩy gì. Tân tròn mắt. 2 giờ sáng? Không thể nào. Lúc đó mình vẫn còn đang nằm trong bụi cây. Phải đến 5 giờ sáng mình mới quay về phòng Khi đó mọi người vẫn còn ngủ cơ mà Tân hỏi lại Thật, thật hả à anh? Anh Hương ngạc nhiên Thật chứ sao không? Mày nằm cạnh ta mà tao lại không biết à? Hơn nữa tầm đó ông chính còn đứng bên ngoài cửa soi soi đèn pin vào bên trong Chắc là điểm danh quân số Nhìn ông ấy tao giật cả mình Tao còn bảo để cho mọi người ngủ Xong ông ấy mới về phòng Đêm hôm lần mò như con ma Tân nuốt nước bọt ừng ực Khoảng thời gian mà anh Hưng đang nói trùng khớp với thời điểm chính đi từ khu đà bới về. Nhưng tại sao lại có chuyện Tân nằm trong phòng lúc đó được? Điều này là sao? Tân khẽ dùng mình suy nghĩ. Bà nội. Liệu đó có phải là bà nội không? Bà nói mình không được quay về trước giờ dần. Bà biết điều gì đó. Bà biết tay chính sẽ kiểm tra phòng ngủ. Nếu không thấy mình hắn sẽ nghi ngờ. Vậy có nghĩa là người mà anh Hưng nhìn thấy lúc 2 giờ sáng chính là hồn ma của bà nội hóa thành mình tiếp đó lúc mình nằm ngay dưới chân của tay chính nhưng anh ta không nhìn thấy cũng là do bà nội đã giấu mình đi chuyện ma giấu mình từng nghe không ít bà nội từng kể ngày bé có lần mình nằm trên giường nhưng bà không thấy đâu biết mình bị ma giấu bà phải khấn vái rồi thắp hương lúc sau mới thấy mình vẫn nằm trên giường có nghĩa là đêm qua bà nội đã cứu mình là một người hay có những suy luận logic Mặc dù chuyện hồn ma hiện về với nhiều người là chuyện phi lý, nhưng với Tân thì không. Tân hoàn toàn tin vào những gì mình đã thấy, đã nghe. Đúng lúc đó chính bước vào, trên tay chính là những cái phong bì đựng tiền công cũng như tiền thưởng của cả đội những ngày vừa qua. Chính nói, Mọi người đông đủ rồi chứ. Nãy là sau khi về, tôi mới tính công rồi thanh toán cho mọi người. Nhưng đây là công việc phát sinh. Vậy cho nên khoản này sẽ đưa luôn, Ngoài tiền công mấy ngày qua ra thì mỗi người được ông chủ thường thêm cho 15 triệu. Nhưng có một yêu cầu đó là công việc ở đây, mọi người phải giữ bí mật. Bởi lẽ việc đào bới di tích không xác định là việc chính quyền nghiêm cấm. Nhưng do công việc làm ăn, muốn thuận lợi, ông Vương đã buộc phải làm như vậy. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Cả đội thợ đồng thanh. Chúng tôi hiểu mà, mấy cái này mà để ở mấy ông quan biết thì mệt mỏi lắm, chúng tôi sẽ không nói gì đâu. Bất chợt chính hỏi Tân. Sao cậu nhìn tôi ghê thế? Mà tôi có dính gì à? Tân vội vàng cúi mặt xuống. Nãy giờ Tân đang nhìn trầm trầm vào chính. Chính của bây giờ đã hoàn toàn khác với chính của đêm qua. Tại sao một con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy? Chính phát phong bì cho từng người rồi nói thêm. Tối nay có thực chiêu đãi. Xong xuôi sáng ngày mai đội chúng ta sẽ về dưới xuôi. Mọi người thu toàn đồ đạc chuyển dần lên xe là vừa. Có gì mai chỉ việc khởi anh thôi. Tối nay lấy sức mà nhậu nhà cho thả ga. Hưng cười cười. Ờ, thế anh cũng về luôn hả? Chính đáp. Tất nhiên rồi. Hưng nói. Thấy anh được ông Vượng trọng dụng như vậy, tôi còn nghĩ anh sẽ ở lại đây giữ một chân quản lý hay là thư ký cho ông ấy luôn chứ. Cả đội nghe xong ôm bụng cười phá lên, vì ai cũng nghĩ Hưng đang trêu chính, trừ Tân. Nhìn chính tuy không còn đáng sợ như đêm qua, nhưng Tân vẫn có cảm giác gì đó lạnh gáy. Chính không nói năng gì mà bỏ đi ra ngoài, anh Hưng ngạc nhiên. Ờ, nói thế mấy như là ông giận. Ôi, mà thôi kệ, đồ đạc xe pháo của ông còn ở đây, có muốn quay lại thì cũng phải đem về hết đã chứ. Nào nào, đếm xem được bao nhiêu thưởng tận 15 triệu kinh khủng thật lắm lúc tao cứ nghĩ ông vương này thuộc dạng thừa tiền hay sao ấy một người khác nói cũng không phải tự nhiên mà thường lớn thế đâu này nha đúng như ông chính vừa nói việc chúng ta khai quật đào bới phát hiện cái thứ lạ lùng mà không báo chính quyền là phạm tội đấy chưa kể ông vương này là người trung quốc các ông không biết trên đất ta có rất nhiều nơi bị trấn niệm thậm chí có người từng nào được cả đống vàng mà người tàu trôn dưới đất chưa biết phiên đá đó có ý nghĩa gì. Nhưng mà giờ nghĩ lại, tôi mới thấy thằng Tân nó nói đúng. Chúng ta liều. Nghe chấn điểm sông Tô Lịch chưa? Có kẻ đào bới ở đó rồi phát điên mà chết. Hay những câu chuyện về đào được của mà dân tàu yểm đào lên mở ra một cái hộc máu tươi luôn. Người Trung Quốc chúng nó thâm lắm. Có khi ông này mượn thay chúng ta đào bới. Lỡ như có làm sao thì chúng ta lãnh hậu quả trước. Anh Hưng tắt luôn nụ cười trên môi. Tân ấp úng Ờ đúng, đúng đó. Bà em ngày xưa cũng có nói đến mấy cái này. Hưng chép miệng. Thế cho nên mấy hôm nay mày cứ lo lo sợ sợ phải không? Mà thôi đi. Chúng mày toàn đặt điều linh tinh. Giờ xong việc rồi. Có ai làm sao đâu. Ông Vương còn mở tiệc trêu đãi trước khi chúng ta về. Lăn lộn bao năm với cái nghề này rồi. Đi khắp đất nước rồi. Đã đâu mà chủ người ta đối xử tốt thế chưa? Không cảm ơn được một câu mà còn nghi ngờ. Dân tàu nó thâm thì dân Việt Nam mình lại mang tiếng ghen ghét đố kỵ. Ma với trả quỷ, yếm với trả bùa. Mẹ, không có tiền mới chết. Chứ ma quỷ chó gì. Thấy Hưng có phần gay gắt. Không ai nói gì nữa. Mà cũng đúng. Dù sao thì tiền cũng nhận rồi. Lại còn là một khoản lớn. Bỏ qua chuyện ban nãy, cả đội lại cười nói rồi bảo nhau dọn đồ để sáng mai về dưới xuôi. Tần ban nãy có ý định bỏ đi trước, nhưng giờ muốn đi cũng không được. Và lại ngày mai tất cả sẽ quay về. Qua đêm này nữa thôi, gần 12 giờ đêm, tiếng gõ cửa phòng của ông Vương vang lên. Vào đi, ông Vương nói. Người vừa bước vào không ai khác đó là chính. Ông Vương mỉm cười rồi nói. Tất cả đã ngủ say rồi chứ? Chính trả lời. Đã đi ngủ hết thưa ông chủ. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, ông Vương khẽ đứng dậy từ trước ghế bành. Tiến sát lại chính, ông ta thì thầm vào tai chính những câu gì đó mà chỉ có mình chính biết. Nghe xong, chính nhoèn miệng cười man dở. <cười> Tôi sẽ làm như vậy. <laughs> Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Hầm Mộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5. Còn bây giờ đến Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.